Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 thì cả Xuân Đỉnh tiếp tục cập bến cho các bác toàn là những hàng siêu phẩm rất là đẹp để phục vụ cho bác phối ghép về những bộ âm thanh. Thì video này cửa hàng Xuân Đỉnh đang phối ghép cho các bác một bộ sân xui cổ, gồm có một chiếc âm ly sân xui 1000X, hàng gần như là mới tinh. Một cặp loa sân xui 1200. Những cặp loa cũng như những chiếc âm ly này thì đều ra đời từ những năm 1971 đến 1975. Và tính ra tuổi đời của nó thì toàn là 50 năm rồi. Nhưng để nói về chất lượng cũng như cái hình thức thì đây là hai cái sản phẩm rất là đẹp mà Xuân Đỉnh dành cho các bác trong video buổi tối ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì hôm nay Xuân Đỉnh lại khui cho các bác thêm một chiếc âm ly Victor. Giá thì rất là rẻ nhưng chiếc âm ly này thì lại rất là nhiều những cái đặc điểm đáng chơi, với phân khúc tầm tiền là dưới 3 triệu đồng. Dòng này Victor GIS5 các bác nhá, máy mới tinh luôn. Đấy. Đấy. Thì ba sản phẩm này Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác trong video này. Và thông tin chi tiết các bác cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số đã trên bài là 0395727582. Địa chỉ cửa hàng là ngõ 42, đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và tất cả những sản phẩm đây thì Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc. Bây giờ thì mời các bác cùng Xuân Đỉnh quay chi tiết từng sản phẩm. Ở phía bên trên thì có một chiếc âm ly Victor để Xuân Đỉnh sẽ quay trước luôn cho các bác. Đều tháo hết máy ra. Dòng này thì ở cái đời này nó sẽ có hai đời. Nó có sẽ có đời chạy sò Hitachi, là dòng sò sắt rất là nổi tiếng. Đấy. Đời này thì tiếng rất là hay. Nó có hai đời sò sắt Hitachi zin theo máy. Nội thất bên trong mới kính con. Chiếc âm ly này cũng là gần 50 năm rồi. Đấy, mà các bác thấy rõ nó rất là mới. Nguồn tụ sò, các cái linh kiện không có bị hàn gì hay đèn xì gì cả. Đấy. Rất là đẹp. Âm ly này thì cái đặc tính mà Xuân Đỉnh vẫn hay giới thiệu cho các bác ấy, thứ nhất là dòng này thì cái phần equalizer thì nó có chỉnh equalizer trên máy này. Ngoài cái chỉnh equalizer nó sẽ chỉnh được giải bát trung tép, thì nó thay cho các bác thành một chiếc lọc xì khi các bác cắm qua một chiếc âm ly khác. Đấy, để lấy tín hiệu khuếch đại từ chiếc âm ly này qua phần chỉnh equalizer. Đấy, toàn bộ chiếc AB đấy, đấy là cái điểm rất là tiện dùng. Tức là các bác sẽ sử dụng được 2 trong 1, vừa làm âm ly, vừa làm equal. Đấy, rất là tiện dùng. Trong đây thì vẫn có outlet, volume, ba lăng. Bên này là các cái đường vào. Size của nó là size chuẩn 42. Mặt phay nhôm. Hình thức mặt tiền thì rất là đẹp. Và toàn bộ tổng quan máy móc là nguyên zin tuyệt đối. Trong này thì cái thiết kế đây rất là mới này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ. Các giác cắm. Điện 100V công suất 90W. Nhưng với những dòng này thì các bác lại chơi rất hay bát 20-25. Các bác đánh những dòng Bookshell, những dòng loa Nhật, những dòng Pioneer bát 20-25 đánh cầm máy rất là tuyệt vời. Chơi Bookshell rất là hay. Toàn bộ linh kiện cao cấp, toàn tụ ENA chất lượng. Đấy. Linh kiện, tụ sắt, nguồn tụ. Chiếc âm ly này thì Xuân Đỉnh giao lưu với các bác mức giá chỉ có 2.900.000 đồng. Giá này là giá tốt nhất thị trường. Nếu như để nói một chiếc âm ly xuất sắc như này thì rất ít. Căng cái lưới sắt này của nó này, cái vỏ này, vỏ zin luôn. Mặt tiền đẹp len keng, size chuẩn 42, điện 100V. Đấy, bác nào mà đang cần những chiếc âm ly có cái chất lượng âm thanh tốt mà kiêm được lọc xì, equalizer và là một cái âm ly mà chỉnh được ba giải bát trung tép thì đây một dòng âm ly rất là vừa ví tiền phục vụ cho các bác. Giá chỉ có 2.900.000 đồng. Đấy, cái số của nó này mà 307712. Số trên nguồn luôn. Mức giá chỉ có 2.900.000. Còn ở phía đằng sau, một bộ phối ghép siêu đẹp cũng như cái phân khúc rất là vừa ví tiền. Thì chơi về âm thanh thì các bác cũng biết rồi. Trong những cái video Xuân Đỉnh quay ở đây thì toàn là những bác lớn tuổi đam mê về âm thanh. Thì các bác cũng sưu tầm cũng như rất là nhiều các kênh bán hàng. Thì mỗi một cái sản phẩm cũng như cái mức giá thì tùy theo cái nhu cầu của người chơi. Nhưng quan trọng nhất là phối ghép hay mà giá tiền mềm mại. Thì các bác cứ tìm đến Xuân Đỉnh, vì ở đây những sản phẩm của Xuân Đỉnh thì bán cho các bác thì đều báo giá công khai cũng như quay chi tiết, và từ hình thức thì Xuân Đỉnh đều tả. Và cách phối ghép đây thì rất là đơn giản, một bộ combo sân xui. Tổng giá trị cả một bộ này thì âm ly là 8.500.000 và loa 7.000.000, thì phân khúc này là 15.500.000. Là các bác có một cái bộ âm thanh mắt cáo, nghe nhạc vàng, nhạc hòa tấu không lời, bát lại rất là tốt, thì cái bộ này sẽ đáp ứng cho các bác.
Cái cặp loa Sensui này là model của nó là 1200, cặp này thì được ra đời từ những năm 1973. Cấu hình của loa sử dụng là một bát 25, hai chung 10 và hai tép giấy ở chính giữa. Cặp này thì nó rất giống với những dòng Sensui 2500. Cái căng cước còn đẹp, tem mác còn đầy đủ hết. Thùng lạm gỗ vuông thành sát cạnh. Loa này thì kích thước tổng quan thì chiều cao đạt 60, chiều ngang nó 40 và chiều sâu nó 28. Đấy, gân của nó gân vải màng giấy. Nhưng ở những cái đời 1200 này đấy, hoặc là 2500 thì những giờ này thì cái tiếng bát đánh rất là lực đấy. Ở đây thì Xuân Đình cũng chỉ cắm cho các bác là bằng cái điện thoại thông thường thôi, chứ không phải là qua đầu giải mã gì cả đấy, và đánh thẳng ra loa luôn. Nhưng quan trọng nhất là phối ghép hợp thì sẽ ra được cái chất âm hay. Cặp Xuân Xui này thì đời ở những cái đời 1200 hoặc là hay là 1500 thì là những cái dòng có cái giải trầm rất tốt. Đấy, lỗ thông hơi nó rất là nhỏ. Hai lỗ thông hơi. Thiết kế thùng lạm gỗ góc cạnh đẹp. Căng cước còn đầy đủ hết. Cặp này thì các bác sẽ chơi rất tốt những diện tích phòng từ 30 40 mét vuông, nghe nhạc vàng bolero, nhạc hòa tấu không lời hoặc các bác nghe những bản nhạc xưa rất là tuyệt vời. Đây là thông số của cặp loa. Bát 25-5 này, 2 chung 10 này, và 2 tép 8 ohm 60W. Cấp cạnh thùng rất là xuất sắc. Đấy. Thỉnh thoảng thì Xuất Đỉnh mới về được một cặp loa cổ. Còn với những cái cặp loa này thì nghe nó cũng khá là đa năng và Xuất Đỉnh sẽ tiếng rất là tốt. Căng cước còn đầy đủ và rất là đẹp. Đây chiếc quần lại. Cấp cạnh thùng. Các bác thấy rõ là loa còn rất là sắc nét luôn. Đấy. Căng cước đẹp. Cặp này thì Xuất Đỉnh bán cho các bác mức giá chỉ có 7 triệu đồng. Giá là giá rất là mềm mại luôn. Sensui 1200, mức giá là chỉ có 7 triệu. Bát 25, 2 trùng 10 và 2 tép giấy ở chính giữa. Nghe rất là đa năng và tiếng rất là tốt. Bác nào mà nghe mộc mạc mấy cũng như cái hình thức của những dòng loa cổ thì các bác cứ alo Xuất Đỉnh. Còn đang phối ghép cho các bác đây là một chiếc Omni Sensui 1000X. Ở những dòng 1000X, 2000X và 5000X thì đây là những dòng Omni rất là nổi tiếng. Nếu như khoảng độ 1 năm về trước thì chiếc Omni này có mức giá toàn tầm 10 triệu. Nhưng sang tới thời điểm bây giờ thì giá nó sẽ rẻ đi rất là nhiều. Chiếc Omni này về rất là xuất sắc, vỏ gỗ zin. Vỏ gỗ zin và còn đẹp. Còn đánh giá về chiếc Omni thì thực sự là chiếc Omni nó quá mới so với cái tuổi đời của loa, tuổi đời của chiếc Omni các bác nhé. Hôm nay thì nó được ra đời từ những năm 1971. Và tính bây giờ nó là hơn 50 năm. Thì các bác có thể thấy rõ Xuân Đỉnh sẽ lướt qua một lượt cái tổng quan hình thức bên ngoài. Đây. Từ những cái núm nút cho đến mặt tiền hoặc là các cái phần góc cạnh của chiếc Omni hầu như nó không có một vết xước. Đấy, đấy là phần mặt tiền. Sau đó thì đến cái nội thất bên trong. Sắt xi thì nó vẫn còn vàng óng. Các cái linh kiện nó vẫn còn mới kính con luôn. Chứng tỏ là bên nước ngoài họ dùng rất là kỹ càng. Đấy các bác thấy rõ này. Vẫn còn vàng óng luôn. Năm nay thì sử dụng là 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ. Và sò cũng là zin, hẳn còn đánh dấu mực đỏ trên sò. Nguyên một chút bụi. Năm nay là xuất âm tụ. Sử dụng điện là đa cầu có điện 100, 220, 240. Và hiện tại Xuân Đỉnh đang để điện là 220. Để các bác về đỡ phải cắm nhầm điện. Ở những dòng này các bác thấy nó rất mới này. Sắt xi 7 màu. Quay cao này thì các bác có thể nhìn thấy rõ. Đấy, trên 50 năm. Nhưng nói về độ đẹp thì nó thật vâng là gọi là quá mỹ mãn. Đây là phía đằng sau có cái cổng vào. Đây là một chiếc Omni được ship từ bên siêu thị Nhật về tại Việt Nam. Series của máy là 0589. Điện 100V. Này, hiện tại đang đầy điện 220. Đa cầu điện công suất của nó là 170W. Và đây là một trong những dòng Omni xuất âm tụ. Cái tiếng sẽ rất là ngọt. Các bác ghép những dòng loa cổ Watt 20, 25, 30 hoặc các bác ghép những dòng loa tầm giải, những dòng boxeo thiết kế đẹp. Năm nay thì hàng xuất nên là cái phần FM của nó là full tần số 108. Nếu như các bác muốn sử dụng được cái phần đài này, cái đèn đài thì các bác sẽ cắm có tín hiệu của đường tap 1 hoặc tap 2. Đấy, nó đều có tên. Nếu như các bác không sử dụng nghe nhạc nữa thì các bác gạt ra lên trên để các bác nghe được phần đài. Đây thì Xuân Đỉnh sẽ nứt qua cho các bác này.
chúng ta muốn phát triển công nghiệp văn hóa thì chúng ta phải có con người của công nghiệp văn hóa, tạo ra một cái môi trường để tại đó nó bắt rất là nhiều đài. Và nếu như các bác sử dụng AM thì các bác chỉ cần xoay sang AM. AM thì có cái phần đài là 550 thì đang hát bằng nhạc tiếng Việt, cho nên Xuân Đình chỉ lướt qua thôi vì nó sẽ đánh bản quyền ở cái phần này. Thì Xuân Đình quay cho các bác đài là vẫn còn hoạt động. Đấy. Hình thức thiết kế chữ âm rất là đẹp. Những dòng này dòng xuất âm tụ, mà đây là một chiếc âm đáng để các bác sưu tầm từ cái thiết kế hình thức trên chất âm của những dòng sân xui 1000X. Một đây là sân xui Sonata 1000X rất đẹp. Series của máy cũng đọc rõ cho các bác. Chiếc âm này thì Xuân Đình đang bán cho các bác mức giá chỉ có 8.500.000 đồng. Máy móc là zin tuyệt đối từ tất cả các cái linh kiện sò, và máy rất là thơm. Thơm nức luôn. Ở dưới nó sẽ có hai cái tụ lọc ở phía dưới của sò này. Và thiết kế máy như này thì các bác thấy rõ rồi. Tuổi đời cũng như cái hình thức mà xuất sắc này thì rất ít. Duy nhất chỉ có một chiếc thì Xuân Đình quay cũng như đọc thông số cho các bác. Âm ly sân xui 1000X hàng sưu tầm 8.500.000 đồng. Cặp loa sân xui 1200 mức giá là 7 triệu. Các bác có thể là mua cả bộ cũng được với phân khúc tầm tiền là hơn 15 triệu một chút xíu. Các bác có những bộ âm thanh chất lượng rồi. Video này thì Xuân Đình xin phép dừng tại đây. Cảm ơn các bác và xin kính chào.